Hoặc là giải tiếng Nhật cho học sinh Trung Hoa. Nếu mà chị thấy không, chị giải cái luôn. Có thể
Dạ con đi đây. Có mẹ con đi. Vậy thì tụi em thích lắm hả? Dạ.
Lúc trước á, em buồn cười khi cho rằng đàn ông mà lấy vợ sẽ là phương thuốc dạng ra để sửa chữa con tính chất con. Nhưng mà bây giờ em lại cho rằng nếu như xin ta con lấy vợ và để con, chắc chắn tính tình nó sẽ thay đổi. Chị cũng muốn lấy vợ thằng đó mà chưa thấy nó để mắt tới ai nữa. Yeah.
Trong khi đó thì cô quê với là xe vô đứng đây hát hò. Nhà thì đi cùng rắc rối thiệt. Không khéo ít lâu sau nữa tôi sẽ cho rằng khắp cái nhà này chỉ còn mỗi một người là biết điều thôi. Là ai ạ? Là bố đó. Là cháu hả? Đó. Oh.